Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc mua đất tại Việt Nam, Bộ Quốc phòng tiết lộ số liệu khủng. Trong báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp Quốc hội thứ 8 để chuẩn bị báo cáo tại Quốc hội trong kỳ họp thứ 9, dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 5 tới đây. Lần đầu tiên, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiết lộ thông tin khá chi tiết về việc người Trung Quốc sở hữu đất có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Cụ thể, tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2019, có 149 doanh nghiệp có yếu tố Trung Quốc, gồm 92 doanh nghiệp 100% vốn Trung Quốc, 57 doanh nghiệp vốn liên doanh đang hoạt động ở khu vực biên giới của 22 trên tổng số 44 tỉnh thành trên biên giới. Đây là hình ảnh kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 vào ngày 21 tháng 10 năm 2019. Trong đó, số doanh nghiệp có yếu tố Trung Quốc hoạt động ở khu vực biên giới đất liền 24 doanh nghiệp, ở khu vực biên giới biển là 125 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đang hoạt động 134, số doanh nghiệp đã triển khai nhưng tạm ngưng hoạt động 15. Tổng diện tích là 162.467,7 ha, khu vực biên giới đất liền là 943,7 ha, khu vực biên giới biển 5.393,7 ha kể cả mặt biển. Tổng số vốn đầu tư là 30,87 tỷ đô la, khu vực biên giới đất liền 1,63 tỷ, khu vực biên giới biển 29,2 tỷ. Cùng với đó là 4.239 lao động người Trung Quốc đang làm việc tại các khu doanh nghiệp này. Khu vực biên giới đất liền 374 người, khu vực biên giới biển 3.865 người. Thời hạn thuê đất từ 5 cho đến 50 năm. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu là kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ, khu vui chơi giải trí, may mặc, nuôi trồng thủy sản, giày da, sản xuất bao bì, đồ chơi trẻ em, linh kiện điện tử. Địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp Trung Quốc là các tỉnh thành gồm Đà Nẵng với 22 doanh nghiệp, Quảng Ninh 17, Hải Phòng 16, Bình Định 9, Hà Tĩnh 5 và Bình Thuận 5. Các doanh nghiệp có yếu tố Trung Quốc ở khu vực biên giới đều hình thành từ tháng 12 năm 2018 trở về trước. Trong năm 2019 không có doanh nghiệp mới nào. Trước khi cấp phép, nhà đầu tư đã được các cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt. Đây là khu vực OCT Hải Phòng, nơi ở của nhiều người Trung Quốc. Các doanh nghiệp có yếu tố Trung Quốc quá trình hoạt động cơ bản chấp hành đúng pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng của Việt Nam, đã nổi lên một số vấn đề đáng chú ý như một số doanh nghiệp đưa lao động người Trung Quốc sang làm việc nhập cảnh dưới hình thức du lịch. Họ còn sử dụng lao động Trung Quốc không khai báo, đăng ký theo quy định, thậm chí có doanh nghiệp không có tư cách cá nhân tuyển lao động người nước ngoài nhưng vẫn tuyển dụng, như trường hợp các doanh nghiệp ở Bình Định, Đà Nẵng hoặc Bình Thuận. Thậm chí, nhà đầu tư Trung Quốc đã đầu tư núp bóng danh nghĩa doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực như du lịch, nuôi trồng, chế biến, thu mua hải sản, nhưng thực chất, việc điều hành, quản lý đều do người Trung Quốc đảm nhiệm, ví dụ như ở Khánh Hòa hoặc Quảng Ninh. Còn một số doanh nghiệp dưới vỏ bọc kinh doanh, sản xuất nhưng đã có hoạt động tội phạm công nghệ cao, sản xuất ma túy ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Phú Yên, Kon Tum. Thậm chí còn có doanh nghiệp trốn thuế gây ô nhiễm môi trường như Hà Tĩnh hoặc Hải Phòng. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng cho biết người Trung Quốc sở hữu đất có vị trí trọng yếu về quốc phòng và an ninh tại Việt Nam. Đây là hình ảnh lô đất cạnh sân bay Nước Mặn ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng có liên quan đến người Trung Quốc. Cụ thể là từ năm 2011 cho đến năm 2015, trên địa bàn khu vực biên giới biển ở thành phố Đà Nẵng có 134 lô, một thửa đất liên quan đến cá nhân, doanh nghiệp người Trung Quốc đang sở hữu, núp bóng sở hữu thuê và thuê của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tại các vị trí như dọc các khu đô thị ven biển, ven tường rào sân bay Nước Mặn, đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp thuộc phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, khu đô thị các phường Phước Mỹ, Thọ Quang, quận Sơn Trà. Theo đó, về cá nhân, đã có hai trường hợp, đó là ông Liang Xiong, tức là Lương Chí Bồi, sinh năm 1975, quốc tịch Trung Quốc, từng là kế toán trưởng, nay là trưởng bộ phận giám sát công trình công ty Jeep House, trụ sở ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Ông Chiu Cheng Tai, sinh năm 1959, quốc tịch Đài Loan, phó giám đốc công ty Phu Phong, trụ sở tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Hai trường hợp ở trên từ năm 2011 cho đến năm 2015 đã đầu tư tiền cho 8 người, trong đó có 6 người Việt gốc Hoa, đứng tên mua 84 lô đất với diện tích khoảng 20.000 m², giá trị giao dịch khoảng trên 100 tỷ đồng Việt Nam.
Về doanh nghiệp, đã có 7 doanh nghiệp có yếu tố Trung Quốc sở hữu một số lô đất ven biển và thuê đất 50 năm, bao gồm Công ty Thương mại và Dịch vụ Nguyên Thịnh Vượng vào năm 2014 đã nhận quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất trên mặt đường Hoàng Sa. Công ty Thương mại và Dịch vụ Silver Park đứng tên mua 4 lô đất ở giải đất ven tường rào sân bay nước mặn. Công ty CVZZ Triệu Nghiệp đứng tên sử dụng 2 lô đất ở giải đất ven đường tường rào sân bay nước mặn. Công ty Thương mại và Du lịch Dịch vụ Hòa Giang Trung sử dụng 13 lô đất mặt đường Võ Nguyên Giáp. Công ty Golden Wind Đà Nẵng sử dụng 1 lô đất ở mặt đường Hoàng Sa. Công ty Thương mại và Dịch vụ Du lịch Holiday, doanh nghiệp đã chuyển nhượng mua lại từ các cá nhân doanh nghiệp của Việt Nam sở hữu 20 lô đất ở giải đất ven tường rào sân bay nước mặn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công ty Zipsos Hoàng Đạt được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho thuê 200.000 m² đất, thời gian thuê 50 năm đến ngày 21 tháng 6 năm 2056, đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 21 tháng 3 năm 2017. Bộ Quốc phòng cũng cho hay để sở hữu các lô đất ở thành phố Đà Nẵng, người Trung Quốc chủ yếu dựa theo hai hình thức. Đây là hình ảnh ở thành phố Nha Trang, việc giao bán đất, nhà còn được viết bằng tiếng Trung Quốc. Hình thức thứ nhất là thành lập liên doanh với Việt Nam. Ban đầu người Trung Quốc góp vốn thấp hơn người Việt Nam, còn người Việt Nam góp vốn chủ yếu bằng đất. Và doanh nghiệp sẽ do người Việt Nam điều hành. Sau một thời gian, bằng nhiều cách, người Trung Quốc tăng vốn, giành quyền điều hành doanh nghiệp. Do tài sản góp vốn là đất nên quyền sở hữu, các lô đất đã rơi vào tay người Trung Quốc. Hình thức thứ hai là đầu tư tiền cho cá nhân người Việt Nam, chủ yếu là người Việt gốc Hoa, để mua đất. Chính quyền đã phát hiện một số trường hợp kinh tế khó khăn nhưng đứng tên sở hữu nhiều lô đất như ông Lý Phước Cang 12 lô, ông Trác Ngọc Phúc 10 lô. Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh hầu hết các lô đất đều ở các vị trí các đường lớn, ven biển, đắc địa cho hoạt động kinh doanh, có ý nghĩa rất quan trọng trong khu vực phòng thủ. Bộ Quốc phòng cũng cho rằng để sở hữu các lô đất, người Trung Quốc đã nghiên cứu lợi dụng kẽ hở của luật đầu tư vào năm 2014 như việc góp vốn bằng đất để liên doanh thành lập doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực đầu tư đất đai. Tình trạng xảy ra là khá nghiêm trọng, nhưng vậy mà cách đây 2 năm, trong phiên chất vấn sáng ngày 5 tháng 6 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, theo quy định hiện hành, người nước ngoài không có quyền mua đất, chỉ có quyền mua chung cư, đô thị. Và tới nay, Bộ Tài nguyên Môi trường chưa phát hiện người nước ngoài nào mua đất. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn trước Quốc hội vào ngày 5 tháng 6 năm 2020. Còn về phía Bộ Công an, trả lời chất vấn của một đại biểu Quốc hội hồi tháng 6 năm 2019 về thực trạng người Việt Nam đứng tên mua đất cho người Trung Quốc. Những vấn đề liên quan an ninh quốc gia và tài liệu Bộ Công an có thể giải quyết dứt điểm chuyện này hay không? Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi đó nói, bộ này coi đó là một mặt phát triển quan hệ tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài, cho nhà đầu tư, trong môi trường kinh doanh tốt. Và mới đây, trong kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, cử tri Bình Dương đã kiến nghị về tình trạng người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc lập xóm, lập phố tại một vài địa phương là rất đáng quan ngại. Cử tri đề nghị cần quản lý chặt chẽ tình trạng người nước ngoài mua đất, sinh sống và làm việc tại Việt Nam, nhất là tại các khu vực dự án do Trung Quốc trúng thầu, du khách, người lao động đến từ Trung Quốc để đảm bảo chủ quyền quốc gia, an ninh khu vực. Trả lời về việc này, Bộ Công an cho biết trong những năm gần đây, nước ta có nhiều khu vực dự án kinh tế thu hút một lượng lớn người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc nhập cảnh để xây dựng, làm việc. Tại các khu vực và dự án chưa phát hiện tình hình phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến người nước ngoài. Trong khi đó, báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri cho biết cơ quan chức năng đã xử lý một số vụ việc có yếu tố liên quan đến người Trung Quốc, bao gồm 3 vụ với 63 người không khai báo tạm trú, 3 vụ với 87 người không có giấy phép lao động, 1 vụ với 285 công nhân Trung Quốc xô xát với công nhân Việt Nam, 1 vụ với 3 trường hợp kết hôn trái phép, 4 vụ với 310 lao động không chấp hành quy định trong quá trình làm việc tại các doanh nghiệp. Qua những thông tin nêu trên, có thể thấy đánh giá và nhận thức của một cách hết sức bất bình thường của Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Công an mà người đứng đầu là ông Đại tướng Tô Lâm về việc người Trung Quốc mua đất, sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn vào ngày sáng mùng 6 tháng 6 năm 2019. Tại thời điểm ông Trần Hồng Hà khẳng định rằng Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa phát hiện được người nước ngoài nào mua đất, thì trước đó dư luận và truyền thông đã phản ánh rất nhiều về tình trạng người Trung Quốc đứng đằng sau các thương vụ mua bán đất một cách tinh vi. Và từ đó cho đến nay,
Bởi đánh giá của Bộ Tài nguyên Môi trường như vậy mà tình trạng người Trung Quốc mua đất ở những vị trí nhạy cảm với an ninh và quốc phòng của Việt Nam ngày càng gia tăng. Còn Bộ Công an, với ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, cùng với chức năng nhiệm vụ chính là đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phản gián, điều tra chống tội phạm, thì lại nhận thức rằng thực trạng người Việt Nam đứng tên mua đất đai cho người Trung Quốc thể hiện sự phát triển trong quan hệ song phương. Và hàng loạt các vi phạm của người Trung Quốc tại Việt Nam trong thời gian qua chưa đủ để phản ánh tình hình phức tạp. Và cuối cùng, nếu như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc của cử tri hai quận Ba Đình và Tây Hồ trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13 chiều ngày 12 tháng 10 năm 2015 trước đây đã từng khẳng định không có chuyện người nước ngoài vào Việt Nam mua đất, thì chỉ sau 5 năm sau, tức là năm 2020, dưới sự lãnh đạo của ông cùng một lúc hai cương vị là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, dường như tình thế đã thay đổi rõ rệt và những người bạn cộng sản Trung Quốc của ông đã được ưu tiên và xâm nhập ngày càng sâu vào mọi miền của đất nước. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ ba, ngày 9 tháng 5 năm 2020 với bản tin Trung Quốc mua đất tại Việt Nam, Bộ Quốc phòng tiết lộ số liệu khủng. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.